Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và nhà chùa. Con kính bạch quý thầy, con có một câu hỏi về việc niệm Phật, mong thầy từ bi giải đáp ạ. Trong lúc thực hành niệm Phật, con nhận thấy có những lúc tâm tự nhiên rất tinh tiến và hăng say niệm Phật. Nhưng cũng có lúc dù có gượng ép thế nào thì cũng không thể phát khởi được tâm niệm Phật. Việc này không phụ thuộc phương pháp niệm hay hoàn cảnh. Có phải việc phát khởi được tâm niệm Phật một cách tự nhiên là kết quả của một quá trình trước đó, chứ không đơn giản muốn niệm là niệm được, phải không ạ? Lợi ích của việc niệm Phật rất lớn, nên về mặt nhân quả, muốn niệm Phật tinh tiến, mình cũng phải mang lại lợi ích rất lớn cho chúng sinh theo cách này hay cách kia, và đồng thời phải sám trừ các nghiệp chướng, phải không ạ? Thầy có thể chỉ cho chúng con những phương pháp thực hành cụ thể để tâm luôn được tinh tiến niệm Phật mãi cho tới ngày thành tựu không ạ? Con xin thành tâm tri ân công đức quý thầy và nhà chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi thứ nhất của Phật tử có địa chỉ mail là Minh Sơn, có hỏi về phương pháp tu hành, mà cụ thể ở đây là pháp môn niệm Phật. Phật tử nói rằng có những lúc tu hành niệm Phật rất là tinh tiến và nhất tâm, nhưng cũng có lúc niệm Phật mãi không vào, cho dù là cố gượng ép thế nào đi chăng nữa thì cũng không phát khởi được cái tín tâm niệm Phật. Và Phật tử cũng muốn các quý thầy chia sẻ phương pháp niệm Phật làm sao đó để cho được nhiếp tâm. Thì trước tiên thầy phải nói với các Phật tử chúng ta rằng không có một phương pháp nào hướng dẫn cho chúng ta niệm Phật mà nhiếp trọn hết được tất cả những căn cơ, tất cả những cái nghiệp chướng của mỗi mối chúng ta cả. Cho nên mỗi một Phật tử chúng ta, mỗi một hành giả tu tập, chúng ta phải tự mình vừa niệm Phật, vừa quán chiếu, vừa phản tỉnh lại tâm mình, xem vì sao mà trong giai đoạn này chúng ta niệm Phật lại không vào. Vì sao chúng ta không để khởi được câu niệm Phật lên ở trong tâm? Chúng ta phải tự mình quán chiếu, người khác không thể làm thay cho mình được, Đức Phật cũng không thể làm thay cho mình được, huống chi là các quý thầy. Vẫn là con người chúng ta. Nhưng giai đoạn này có thể chúng ta gặp cái chướng này, chúng ta niệm Phật không vào. Giai đoạn khác chúng ta lại gặp một chướng ngại khác, chúng ta niệm Phật không vào. Vân vân và vân vân. Cho nên cái điều này tự chúng ta phải phản tỉnh, phải quán chiếu, phải xem lại nguyên nhân từ đâu mà ra. Ví dụ như nguyên nhân dạo này chúng ta thì, thầy lấy ví dụ nhé, nhưng nguyên nhân dạo này chúng ta thì thích xem bóng đá, và chúng ta xem bóng đá khuya quá, và chúng ta thì khi niệm Phật không thể nhiếp tâm được. Vì sao?
Vì những cái cầu thủ bóng đá kia cứ chạy ở lăng xăng ở trong tâm trí của chúng ta. Cái sự reo hò vào không vào á, tiếc nuối hoặc là vui vẻ vân vân, chạy lăng xăng ở trong tâm thức của chúng ta, ở trong a là gia thức của chúng ta, nó lưu lại tất cả những hình ảnh đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta lên niệm Phật rồi nó không vào, nó chỉ nhớ tới thì những cầu thủ bóng đá chạy trên sân thôi, nhớ những cái kết quả, vào thì vui mừng, không vào thì tiếc nuối của những cầu thủ của đội nhà hoặc đội khách hoặc là đội nào chúng ta yêu thích ở trên sân mà thôi. Đấy, thì đấy là gì? Cũng là một cái nguyên nhân khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Vì sao? Vì chúng ta thích xem bóng đá và chúng ta đang trong giai đoạn là xem bóng đá, ví dụ như Euro chẳng hạn, hay là World Cup thế giới chẳng hạn, vân vân, hoặc là đội tuyển quốc gia chúng ta thi đấu những trận quan trọng chẳng hạn, vân 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 vân. Đó, đấy cũng là một nguyên nhân gì khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Hoặc rằng á, gia đình chúng ta giai đoạn này có một số chuyện đặc biệt nào đó đưa đến, ví dụ như là vợ chồng cãi cọ nhau, con cái thì hư hỏng, trên bảo dưới không nghe, trên dưới bất hòa, vân vân. Chúng ta niệm Phật cũng rất khó có thể vào được. Hoặc là một dạo nào đó thân thể chúng ta mỏi mệt do bốn đại không điều hòa, thân thể ốm đau bệnh tật, nhức mỏi đau đớn, uể oải mệt nhọc vân vân, khiến cho chúng ta niệm Phật cũng không thể vào được. Hoặc rằng á, cũng có thể do nghiệp chướng á, sinh ra ma quỷ á, phá đạo, mà thậm chí là có những trường hợp gọi là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng đã thử lòng kiên nhẫn của chúng ta nữa, xem chúng ta phát nguyện tu hành ra sao, con đường đến với Phật đạo không phải là chỉ có hoa và thảm đỏ các quý vị, mà con đường đến với quả vị niết bàn này, giải thoát thâm thâm vi diệu của nhà Phật phải trải qua rất nhiều những chướng ngại, những chông gai, những thử thách, thuận duyên và nghịch duyên đều có cả. Cho nên chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký Đường Tăng đi thỉnh kinh đúng không? Phải trải qua 99, 80, 81 nạn. 80 nạn rồi vẫn là chưa được. Phải chịu một cái nạn cuối cùng thỉnh được kinh rồi, tưởng là được đấy, nhưng mà chưa đủ. 99, 81 nạn, mới chỉ có 80 nạn thôi, vẫn thiếu một nạn. Chúng ta thấy cả thầy trò ở trên hư không mất thần thông rơi xuống xuống dưới đất, khiến cho kinh Phật bay khắp nơi, rơi cả xuống dưới sông vân vân. Chúng ta thấy không? Đấy, ở đây chúng ta thấy ý muốn nói là người tu hành chúng ta không phải lúc nào cũng thuận duyên là tốt đâu. Đôi khi nghịch duyên lại làm cho chúng ta thì cứng rắn hơn, làm cho chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn ở trong cuộc sống, ở trong sự tu tập, để cho chúng ta làm nền tảng căn bản để giáo hóa chúng sinh, để dẫn dắt chúng sinh.
Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành cũng đừng có sợ là nghịch duyên đến. Thuận duyên đôi khi còn sợ hơn các quý vị. Đối với người tu đạo, chúng ta, Đức Phật nói thuận duyên là đôi khi còn sợ hơn là nghịch duyên, đáng sợ hơn là nghịch duyên. Điều này là sự thật đấy các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tương tự như vậy, mỗi chúng ta tu tập có những chướng duyên, có những chướng nạn là khác nhau. Không ai là giống ai. Ngay trong bản thân mỗi chúng ta. Có lúc tu hành tinh tiến niệm Phật vào lắm, ngồi thiền nhiếp tâm lắm, đọc kinh thì nhanh thuộc lắm, tụng kinh nhanh thuộc lắm, thậm chí tụng vài lần thuộc lâu lâu. Cái này nhiều Phật tử nói với chúng tôi rồi. Tụng cả bộ kinh Địa Tạng dày như thế mà chỉ có 2-3 tháng là thuộc lòng. Mà thuộc lòng rồi nhưng một thời gian sau tự nhiên thì quên hết. Trong khi đó vẫn tụng nhưng quên hết. Thậm chí là còn là cứng hết lưỡi. Đọc không được nữa. Chướng duyên. Mà cái điều đó thường gì? Do oan gia trái chủ. Do nghiệp chướng. Báo chướng. Từ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta gây nên. Oan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đó các quý vị. Thậm chí là gì? Là thiên ma quỷ mị nó đến thì nó che mắt chúng ta, nó bịt miệng chúng ta, nó không muốn cho chúng ta gì? Được giải thoát, không muốn cho chúng ta được học đạo, không muốn cho chúng ta gì? Được theo Phật, được tu Phật, được thành Phật. Vì nếu chúng ta theo Phật, tu Phật, thành Phật hết á, hoặc là nhiều người á, tu Phật, theo Phật, thành Phật á, thì thiên ma sẽ mất đi gì? Quyến thuộc của mình. Cho nên thiên ma hoặc đích thân đến, hoặc sai những gì? Những thuộc hạ của mình đến để phá đạo chúng ta. Cho nên người tu chúng ta mỗi khi gặp những chuyến duyên như vậy phải cố gắng mà tự mình vượt qua thôi. Không ai có thể giúp mình được. Tự mình phải vượt qua. Như ở ngoài đời người ta nói, người vấp ngã mà biết đứng lên, bước tiếp những bước đi. Cho dù những bước đi đó là đau đớn, là khó khăn, là tập tễnh, nhưng vẫn cố gì? Bước đi tới đích. Thì đó mới là người vĩ đại. Đó mới là người đáng kính trọng. Đó mới là người có ý chí, có nghị lực, kiên cường. Đó cho nên chúng tôi cũng mong rằng Phật tử Minh Sơn này cũng như các Phật tử chúng ta trong quá trình tu tập, nếu mà gặp là thuận duyên, niệm Phật thấy nhất thấy nhiếp tâm, tụng kinh thấy rất là an lạc, ngồi thiền thấy rất là an lạc, vân vân, thì cũng đừng có quá mừng rỡ để lộ cái tâm hỷ lạc ra ngoài, khiến cho họ thiên ma biết được, nó đến nó phá chúng ta vậy. Còn khi mà gặp phải lúc tự nhiên á, tinh thần uể oải chán chường, niệm Phật ngồi thiền tụng kinh không vào, chúng ta cũng chớ có cố gắng mà ngồi thiền niệm Phật tụng kinh gò bó quá. Ví dụ ngày nào cũng đến giờ đó là chúng ta phải lên tụng kinh hoặc là niệm Phật hoặc là ngồi thiền,
Nhưng một cái dạo này chúng ta bị chướng duyên, bệnh duyên, thân thể tự nhiên nó mệt mỏi, đau nhức, nên ngồi không được, không thể ngồi để tụng kinh được. Thì chúng ta đừng có ép phải ngồi để tụng kinh trong cái thời đó. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ là chúng ta phát nguyện rồi. Cho nên nay đến thời đó không ngồi tụng kinh là gì? Sợ phải tội hay là sợ gì? Thất hứa. Nhưng mà lên ngồi tụng kinh thì thân thể thì đau đớn, cho nên nó không vào, khiến cho chúng ta khổ sở, khổ đau, đau đớn mà sợ không dám lên tụng kinh nữa. Hoặc là cố lên tụng thì nó không vào. Thì chúng ta cũng chẳng ngại gì, thay vào cái thời tụng kinh đó chúng ta có thể đi kinh hành. Có thể chúng ta lễ Phật, hoặc có thể chúng ta gì? Chúng ta đi tản bộ. Đi tản bộ hay mình gọi là nhà thiền thì gọi là thiền hành đó các quý vị. Người niệm Phật chúng ta gọi là đi kinh hành niệm Phật đó các quý vị. Nói nôm na này, có thể gọi là đi tản bộ cũng được, vân vân. Miễn làm sao nào cho cái tâm chúng ta được an trụ, không có vướng bận vào bất cứ một pháp nào, đó mới là giải thoát. Đó mới thực sự là gì? Là giải thoát ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên phương pháp để đối trị cái tâm giải đãi biếng lười, hôn trầm hoặc chạo cử. Hôn trầm tức là cái tâm buồn ngủ đờ đẫn, chạo cử tức là cái tâm gì? Cái tâm phóng dật. Vô ký tức là cái tâm gì? Cái tâm lúc nhớ lúc không. Đó. Cho nên các tổ đã dạy các Phật tử có thể tham khảo ở trong cái bộ sách Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài dạy rất rõ các phương pháp để tu tập, để đối trị cái tâm phiền não, sân hận, ngu si, cống cao ngã mạn, hôn trầm chạo cử vô ký, vân vân. Các Phật tử chúng ta nên tham khảo. Nếu không có sách thì search ở trên mạng, bảo các con các cháu nó cóp về thẻ nhớ cho, hoặc là cóp về điện thoại cho, để mà nghe bộ Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các quý vị nên nghe, sẽ rất bổ ích cho chúng ta. Rất bổ ích đó các quý vị. Cho nên các Phật tử muốn có phương pháp để đối trị cái tâm hôn trầm chạo cử vô ký, cái tâm giải đãi biếng lười, nên nghe, nên đọc, nên xem bộ Niệm Phật Thập Yếu của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các quý vị sẽ thấy được con đường mà chúng ta phải đi như thế nào cho đến đích. Hay nói đúng hơn là chúng ta phải niệm Phật ra sao, đối trị tâm niệm Phật như thế nào. Mỗi khi chúng ta gặp chướng duyên, gặp ma cảnh, hoặc gặp tâm gì biếng lười giải đãi, hôn trầm chạo cử vô ký, vân vân, nên xem ở trong đó. Cho nên khuyên Phật tử này, cũng như các Phật tử chúng ta, nên xem bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, thì chúng ta sẽ thấy được ánh sáng, thấy được con đường, thấy được chân lý, thấy được phương pháp tu tập pháp môn
tịnh độ, pháp môn niệm Phật chân chính ấy, như thế nào? Phương pháp đối trị, phương pháp trừ tà ma yêu tinh, quỷ mị, vân vân, trong đó có hết các quý vị. Nếu chưa đủ, các quý vị có thể xem 10 điều biện ma, xem cái bộ sách 10 điều biện ma của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ nữa. Hoặc là xem cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, nói về cái phương pháp đối trị cái tâm như thế nào trong quá trình tụ tập, nếu như hành giả đó là những người ngồi thiền. Những vị ngồi thiền thì nên xem cái bộ niệm Phật chỉ quán tọa thiền pháp yếu của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, thì sẽ thấy được phương pháp đối trị thân tâm như thế nào ở trong đó, và dụng tâm ra sao để cho đạt được kết quả cao, thành tựu được pháp tu giải thoát trong một đời. Có hết ở trong những lời dạy của Phật Tổ rồi các quý vị. Chúng tôi vì thời gian không có để hướng dẫn nhiều cho các quý vị, cho nên giới thiệu những bộ sách quý, những bộ kinh luận quý của Phật, của Tổ, các ngài đã tuyên thuyết, đã chỉ dạy rất cặn kẽ, rất thiết thực ở trong đó, mà chúng tôi đã từng học, từng đọc và từng thực hành qua ở trên những bộ sách đó, thấy đem lại rất nhiều lợi ích, và giới thiệu cho các quý vị để chúng ta cùng tham khảo, cùng đọc, cùng nghiên cứu và cùng đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày để đạt được những kết quả cao, thành tựu cái hạnh nguyện một đời giác ngộ giải thoát, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của mình. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Con là một tín nữ sống tại Hải Phòng, từ lâu con đã luôn theo dõi và nghe pháp thầy giảng. Nay con có nguyện vọng lên chùa thầy quy y và phát nguyện đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy con mong thầy giải đáp giúp con là con ở Hải Phòng thì lên chùa Khai Nguyên quy y có được không ạ? Và quy y xong, con không theo đạo tràng mà chỉ lập ban thờ Phật và tụng kinh hàng ngày ở tại gia có được không ạ? Nếu quy y tại chùa thầy được thì vào ngày tháng nào, và con cần phải chuẩn bị những gì? Con kính mong thầy bố thí trả lời giúp con. Con xin thành kính tri ân công đức thầy. Hãy có Phật tử ở tận Hải Phòng, tín nữ ở tận Hải Phòng, nói rằng luôn theo dõi và nghe pháp thầy giảng, nhưng mà nay mới có nguyện vọng muốn được lên chùa và quy Tam Bảo và phát nguyện tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Không cần phải lên chùa quy y xong rồi mới được tụng kinh Địa Tạng đâu các quý vị. Nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được tiêu đề bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ngày nào, chúng ta nên thọ trì đọc tụng sớm ngày đó. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nói chung và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng nói riêng, chúng ta nên sớm thờ phụng, lễ kính, cúng dường tranh ảnh và tôn tượng chư Phật Bồ Tát sớm ngày ấy. Còn quy Tam Bảo, quy ở đâu cũng được. Các Phật tử ở Hải Phòng thì ra quy y với các quý thầy, các quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni ở dưới Hải Phòng cũng được. Ở gần chùa nào có khóa quy ở dưới Hải Phòng, các Phật tử quy dưới đó cũng được. Cứ không cứ phải lên đây mới quy y được.
thể của chư tăng là thường trụ biến khắp mười phương. Chúng ta nhất tâm quy tam bảo với một quý thầy. Một quý thầy hướng dẫn cho chúng ta như lý như pháp để quy tam bảo. Tức là chúng ta đã quy tam bảo với mười phương chư tăng rồi. Mười phương tôn pháp rồi. Mười phương chư Phật rồi. Đấy, không cứ là phải lên chùa Khai Nguyên mới là quy y mới đắc giới. Không. Ở đâu có các quý thầy tỷ khiêu ni hướng dẫn cho chúng ta như lý như pháp để quy tam bảo thì chúng ta đắc giới như nhau không khác. Chúng ta đắc được giới thể như nhau không khác. Hay là khi nhân duyên chưa tới, chúng ta chưa gặp được các chùa có khóa quy, có đàn quy để quy tam bảo, thì chúng ta vẫn có thể tụng kinh niệm Phật bình thường các quý vị, không sao. Gặp khóa quy, đàn quy lúc nào chúng ta quy tam bảo lúc đó. Còn biết được tới kinh bản nguyện của Bồ Tát hay là kinh Phật sớm ngày nào, chúng ta nên thọ trì đọc tụng ngày đó. Nghe được danh hiệu chư Phật Bồ Tát sớm ngày nào, chúng ta nên trì niệm sớm ngày đó. Thấy được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát chư Phật là sớm ngày nào, chúng ta nên cung kính lễ bái, thỉnh về để thờ phụng hoặc để treo lên ở một cái nơi trang trọng nào đó ở trong gia đình chúng ta để chiêm bái, cúng dường, cung kính, xá chào lễ lạy sớm ngày đó. Vì chúng ta biết rằng ở trong kinh phân biệt công đức Đức Phật dạy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bất cứ một chúng sinh nào đó nhìn thấy tranh ảnh hay tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, tức là nhìn thấy chư Phật và Bồ Tát hiện tọa đạo tràng, trụ thế phổ độ chúng sinh vậy. Việc đó đồng nghĩa rằng khi Đức Phật thì hiện nhập Niết Bàn rồi, thì chúng ta cúng dường tranh ảnh tôn tượng cái chư Phật, tức là chúng ta đang cúng dường Đức Phật còn tại thế vậy. Công đức như nhau không có khác. Cho nên các Phật tử chúng ta, các thiện nam tín nữ chúng ta, nếu có đủ duyên lành nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ngày nào, nên phát khởi tín tâm kiên cố, phát khởi cái tâm thành kính, cái tâm tha thiết mong cầu để mà sớm thỉnh được tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về để an trí ở tại ban thờ, hoặc là treo ở trên bức tường nhà của chúng ta, cái nơi trang trọng đi ra đi vào mọi người dễ nhìn thấy nhất. Để làm gì? Để chúng ta chiêm bái, để chúng ta xá chào, để chúng ta khởi tâm cung kính cúng dường, để chúng ta khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới, tức là lục niệm đó các quý vị. Làm được như thế, công đức vô lượng và vô biên. Và lại Đức Phật ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời cũng nói mạng người vô thường mau hơn là nước dốc. Nay còn mai mất. Thần chết chẳng hẹn trước ai bao giờ cả. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật còn hỏi các vị tỷ khiêu. Các vị tỷ khiêu có vị nói rằng bạch Đức Thế Tôn mạng người là 100 năm. Có người nói bạch Đức Thế Tôn mạng người là 50 năm.
Có người nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn mạng người là một năm. Có người nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn mạng người là một ngày. Vì sao? Vì có người thấy là mạng con người ta, có người sống được 100 tuổi thì mất. Cho nên bảo là mạng người sống được 100, mạng người được 100 năm. Trong đó lại có người thấy mạng người, có người 50 tuổi đã chết. Cho nên nói rằng mạng người là 50 năm. Lại có người thấy này, đứa trẻ mới có 1 tuổi đã chết. Cho nên nói rằng bạch Đức Thế Tôn mạng người sống được 1 năm. Có người thấy đứa trẻ mới sinh ra lọt lòng mẹ được 1 ngày, hôm sau đã mất. Ngày trước sinh, ngày sau mất. Cho nên vì đó bạch với Đức Thế Tôn là mạng người sống được 1 ngày. Đức Phật vẫn yên lặng. Bây giờ có một vị tỳ kheo lớn tuổi đứng lên lễ Phật. 3 lễ nhiễu Phật 3 vòng rồi trở về chỗ cũ của mình. Quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật rằng: theo như lời Đức Phật dạy, từ trước đến nay con thường quán chiếu, tư duy và nhận thấy rằng mạng con người ta chỉ trong một hơi thở. Ngắn như vậy đó các quý vị. Các quý vị nghĩ xem một hơi thở có dài không? Mấy chục phút, mấy tiếng đồng hồ, hay mấy ngày, mấy đêm, mấy tháng, mấy năm? Không. Nó chưa đến một phút các quý vị. Hít vào thở ra bình thường là còn sống. Còn mạng này, hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, thì là hết một mạng người rồi. Hết một kiếp người rồi. Hết một đời người rồi đó các quý vị. Cho nên Đức Phật hoan hỷ khen ngợi vị tỷ khiêu nói rằng mạng người chỉ trong một hơi thở đó, rằng ông đã gì? Đã giác ngộ. Tức là đã gì? Đã kiến tính thành Phật đó các quý vị. Cho nên vì sao mà chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ngày nào thì nên sớm thì cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát về gia cư nhà mình để chiêm bái cung kính đỉnh lễ cúng dường sớm ngày đó. Nếu gia đình hoan hỷ hết thì ảnh thì đóng cái khung treo lên trên ban thờ Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để chính giữa nơi trang trọng nhất ở trên cao. Vừa làm sao nhìn cho đẹp mắt, thẩm mỹ, ai vào cũng thấy trang nghiêm. Vừa là để cung kính cúng dường chư Phật Bồ Tát là trên hết. Cho nên trong kinh nói này, Đức Phật gọi là bậc thánh trung thánh, vương trung vương là như thế. Tức là thánh của thánh, thánh trong các hàng thánh, vua trong các hàng vua, vua trong các bậc vua. Tức là vua của vua, là thánh của thánh. Cho nên phải để nơi trang trọng và cao hơn tranh ảnh gia tiên các cụ bên nội bên ngoại của chúng ta vậy. Đó. Đấy là những gia đình mà cả nhà tín tâm thế, thờ phụng được như thế để cung kính cúng dường thanh bông hoa quả, đồ ăn thức uống đèn nến hàng ngày là quý nhất.
công đức vô lượng. Bằng không á, gia đình chưa hoan hỷ thì có thể chúng ta treo cái tranh Phật lên bên đốc nhà, hoặc là bên tường, bên cạnh cửa ra vào, cho mọi người đi qua đi lại đều nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát. Chúng ta thấy có nhiều những câu chuyện ở trong chuyện cổ Phật giáo được các bậc tôn đức trưởng lão ghi lại, chép lại, truyền cho hậu thế chúng ta biết rằng có những đứa trẻ đi tắm ở trên bãi cát, nó múc lấy tay nó vốc cát rồi nó đắp thành hình cái tượng Phật, hay là thành hình cái tháp thờ Phật. Đức Phật còn thọ ký cho những đứa trẻ đó thì thành Phật cơ mà. Rồi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật nói sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có những thiện nam tín nữ, hoặc có những người nam á, người nữ nào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, những người đó tới chùa hoặc ở nơi tháp miếu thờ Phật, người đó xưng một câu Nam Mô Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Thậm chí người đó thì chỉ chắp tay lên cúi đầu xuống, thậm chí là chỉ giơ một tay lên không cúi đầu xuống trước tranh ảnh tôn tượng hoặc là chùa tháp thờ Phật, Đức Phật thì nói rằng Ngài cũng thọ ký cho người đó. Nhờ cái duyên lành đến đối trước cái tranh ảnh tôn tượng chùa tháp thờ Phật đó, giơ một tay lên chưa cúi đầu, chưa niệm Phật, chỉ cần giơ một tay lên thế này thôi, để trước ngực mình thế này thôi, Đức Phật nói rằng nhờ duyên lành ấy Ngài cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng không cứ là phải đợi quy Tam Bảo mới tụng kinh. Đó. Như Phật tử này ở Hải Phòng nói là nghe thầy giảng pháp nhiều, rất nhiều lần rồi, nhưng mà nay mình có nguyện vọng muốn lên chùa của thầy để quy Tam Bảo, sau đó phát nguyện đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì vậy mà thầy khuyên rằng không cứ là phải gì, lên chùa thầy mới quy được, quy ở đâu cũng được, miễn là có chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn cho chúng ta làm thầy chuyển giới tam quy cho chúng ta, thì chúng ta quy đều đắc giới cả. Và cũng không cần là phải quy xong rồi mới được tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà gặp được ngày nào, nghe được ngày nào thì nên đọc tụng sớm ngày đó. Vì mạng người chúng ta là vô thường, không biết thế nào được. Lại nữa, vì đọc được một bộ kinh thì trong kinh nói gì? Bao nhiêu lần sinh thiên, nếu đã công đức hồi hướng sinh thiên thì trải qua hàng trăm nghìn lần sinh thiên đó các quý vị. Đem công đức đó hồi hướng mà cầu sinh tịnh độ, tín nguyện vãng sinh, nhất tâm niệm Phật đó, thì cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc như nguyện vậy. Cho nên nên thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng càng sớm ngày nào càng tốt các quý vị, đặc biệt là Phật tử này. Đã còn nói rằng muốn lên quy ở chùa Khai Nguyên thì lên vào dịp nào? Nếu có tâm nguyện như vậy thì đến dịp Phật Đản tới đây nè, dự kiến là ngày mùng 7, mùng 8 tháng 4 âm lịch, thì sẽ làm pháp hội trung phong tam thể niệm nguyện cầu quốc thái dân an, và đặc biệt là cầu siêu cho các thai nhi. Đó, các Phật tử, các bà mẹ mà nạo phá thai trước đây á, thì nên tham dự pháp hội này và làm sớ, làm bài vị đầu cầu, để cầu siêu á, cho các thai nhi nhất tâm sám hối những tội lỗi của mình trước đây, do vô minh, do lòng tham, vân vân, chúng ta đã phạm những tội lỗi rất là khủng khiếp, đó là nạo mà phá thai, đó chính là
giết bỏ chính những đứa con ở trong trong bụng mình. Tội lỗi lắm các quý vị. Chúng ta học cái nhân quả, chúng ta mới thấy được cái tội nạo phá thai là cái tội rất rất lớn. Tội đó nếu không tu tập, nếu không hướng thiện, nếu không ăn năn sám hối thì sau khi chết đi, đại đa số là đọa trong A Tỳ địa ngục, hoặc là 18 địa ngục lớn. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy khủng khiếp, thực sự là đáng sợ vậy. Cho nên chúng ta phải ăn năn, phải sám hối, phải nhất tâm để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong suốt cuộc đời còn lại của mình, để hồi hướng cho các vong linh thai nhi vô tội ấy, để mà sám hối những nghiệp chướng vô cùng khủng khiếp như thế các quý vị. Không có sau này cánh cửa địa ngục A Tỳ, và chí ít cũng 18 địa ngục lớn như trong kinh Địa Tạng Đức Phật chỉ dạy, mở toang ra để hút thần thức của chúng ta vào đó để mà trả nợ, thì khủng khiếp vô cùng, đau khổ vô cùng. Cho nên mấy năm nay thường là vào dịp Phật đản, đạo tràng chúng ta thường tổ chức cái pháp hội trung phong để cho các Phật tử hồi hướng cho các vong linh thai nhi. Mà tốt nhất chúng ta nên viết cho mỗi vong linh thai nhi một cái bài vị. Ví dụ như vị nào phá thai một lần thì làm một cái bài vị để hồi hướng cho vong linh thai nhi đó. Và đều đặt cho các vong linh thai nhi đó một pháp danh là gì? Diệu Âm cư sĩ, để pháp hội các quý thầy quy y Tam Bảo cho các vong linh, chuyển giới tam quy cho các vong linh thai nhi, và cầu Phật Bồ Tát phóng đại quang minh gia trì để cho họ thấy được, nghe được, nói được, hiểu được và phát nguyện được, và cùng tu tập xả bỏ đi những oán tâm hận thù, cùng với đạo tràng, cùng với người thân, cùng với các quý thầy, cùng với tăng ni Phật tử trong pháp hội nhất tâm tu tập để cầu sinh tịnh độ, cầu được thoát hóa đầu thai về cảnh giới tốt đẹp an lành hơn, như thiên giới, thiện giới, vân vân. Đó, cho nên pháp hội thai nhi cũng rất quan trọng, có thể nói là cực kỳ quan trọng, để cho những ông bố bà mẹ trước đây đã vô tình hoặc cố ý nạo phá thai, xả bỏ đi những đứa con ruột rà của mình. Cho nên năm nay thì dịch bệnh đến giai đoạn này cũng thấy là đỡ nhiều rồi. Tuy là Đảng Nhà nước chưa có văn bản tuyên bố là hết dịch, nhưng mà chúng ta thấy ngầm hiểu với nhau rằng nhân dân bây giờ đấy đã đi làm tự do rồi, đến chỗ đông người đeo khẩu trang còn nữa thôi. Hoặc là nếu chúng ta đang bị F0 thì thôi ở nhà để tuần hoặc chục ngày để cho khỏe âm tính rồi mới đi làm hay mới tham gia vào cộng đồng xã hội, tránh lây lan cho mọi người. Đây là cái ý thức cộng đồng vậy. Còn người chúng ta mạnh khỏe bình thường, vẫn âm tính bình thường thì chúng ta chỉ cần thực hiện là đeo khẩu trang đến chỗ đông người, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, chúng ta có thể đến chùa tham dự pháp hội được. Và chúng ta thấy trong những kỳ nghỉ vừa qua, ngày
mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày Quốc Tổ Hùng Vương, chúng ta thấy các điểm du lịch ở các bãi biển hay là các nơi vui chơi đông kín người, người chen nhau như có nơi những nơi chen nhau như nêm, người đi lễ đền Hùng đã đông hàng vạn vạn người trong vòng mấy ngày đó rồi. Vì vậy mà pháp hội chúng ta tới đây là cũng mở được thoải mái hơn, không hạn chế số lượng các đại biểu, các Phật tử tham dự, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang. Nhưng tới đây thì không phải test Covid nữa, thì Đảng Nhà nước chúng ta bây giờ không có chỉ đạo cái đó nữa, cũng nhẹ nhàng dần. Vì người dân đại đa số đã tiêm vaccine 2 đến 3 liều vaccine rồi, cho nên nếu không may có bị Covid thì cũng tuần hơn tuần gì đó là khỏe mạnh trở lại, nếu như người nào không có bệnh nền. Còn những người có bệnh nền thì cũng đặc biệt phải cẩn thận. Đây cũng có lời khuyến cáo như vậy. Cho nên là dự kiến là ngày mùng 7, mùng 8 âm lịch tháng 4 tới đây, 2 ngày. Lần này tổ chức 2 ngày thôi, thứ Bảy, Chủ Nhật. Mùng trúng vào ngày mùng 7, mùng 8. Thế ngày mùng 7, ban ngày chúng ta pháp hội. Đến chiều tối chúng ta tổ chức lễ Phật đản luôn. Vì sáng hôm sau là ngày mùng 8 tháng 4. Ngày xưa chúng ta thường hay tổ chức ngày lễ Phật đản vào mùng 8 tháng 4. Năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có hướng dẫn là gọi là tuần lễ Phật đản. Không chỉ tuần lễ Phật đản mà là 2 tuần chứ không phải 1 tuần lễ. Bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần này, sẽ là các chùa, các đạo tràng, các tổ chức Phật giáo, xã phường, quận huyện thị, thành phố vân vân bắt đầu tổ chức kỷ niệm đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch Phật lịch 2556, 2566, 2566, dương lịch 2022. Nói nhanh quá cho nên gọi là cái bộ não nó chưa kịp xử lý. Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Đó thì buổi tối ngày mùng 7, tức hôm đó cũng là tối thứ Bảy luôn, đạo tràng chúng ta sẽ làm lễ tắm Phật theo nghi thức Phật giáo Bắc truyền của chúng ta. Là ngày mùng 8 âm lịch thì chúng ta vẫn pháp hội bình thường, pháp hội diễn ra 2 ngày. Và buổi chiều, đầu giờ chiều ngày mùng 8 thì có khóa lễ quy Tam Bảo cho các chư vị thần linh, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng về tham dự pháp hội, đặc biệt là các vong linh thai nhi mà các ông bố bà mẹ trước đây đã nạo phá thai và làm sớ, làm bài vị để cầu siêu cho các vong linh thai nhi ấy. Và đặc biệt là quy y, cũng đồng thời cũng quy y cho các thiện nam tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo trong 2 ngày tổ chức pháp hội, nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho các phong linh thai nhi và gia tiên cửu huyền, thất tổ lịch đại gia tiên, nội ngoại của các tăng ni Phật tử và bà con nhân dân chúng ta. Vì 2-3 năm qua đại dịch Covid chúng ta không tổ chức được đều. Năm nay thì dịch bệnh cũng hòm hòm rồi, thì chúng ta có thể tổ chức được rồi. Không hạn chế Phật tử tới tham dự. Và cũng không bắt phải khai báo y tế hay là test nhanh Covid như lần trước nữa. Cũng thông báo như vậy để chúng ta biết được. Đặc biệt là Phật tử ở Hải Phòng này, nếu mà vẫn muốn nhất tâm để lên chùa Khai Nguyên để quy Tam Bảo thì lên dự pháp hội vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 4 đấy, đây đặc biệt là ngày mùng 8 tháng 4 đó, để được quy Tam Bảo, ghi danh sách và quy Tam Bảo vào cái buổi trưa đầu giờ chiều ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch tới đây. Còn quy Tam Bảo chùa chúng ta thì cũng thành tâm thôi, không cần phải nặng nề, không cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mới được quy y, cũng không phải sắm gì
mâm cao và cỗ đầy, lễ lạc nhiều gì đâu mới được quy y đâu. Nên ghi danh sách ở ngoài chỗ ban viết sớ, đó là chúng ta vào quy thôi, đến giờ quy vào quy thôi, cầm cái tờ điệp và tờ phó chúc vào là chúng ta với sự hướng dẫn và chứng minh của chư tăng và sự hướng dẫn của thầy thì chúng ta quy y thôi, như vậy là được thôi.